Tập 18. Được. Dừng tay. Đây không phải tiểu quân sư vừa tới hay sao? Sao hả? Tôi cảm thấy đặc cần coi trọng ngươi thì ngươi có thể leo lên đầu bọn ta hay sao? Thảo Nguyên có nguyên tắc của Thảo Nguyên, kể cả là đặc cần cũng không thể phá hoại được đâu. Sao? Ngươi cũng muốn tham gia hay sao chứ? Hay là... nào chúng ta cùng chơi, cùng uống. Cậu không mau cút đi. Nghe chưa? Bảo các ngươi mau cút đi đó. Ngươi đừng có đi đâu đấy. Đợi đó. Ta... đa tạ. Lau mặt đi, dính lên mặt rồi kia. Ta giúp cô. Cô xinh thật đó. Uống chút nước đi. Ta tên là Lý Thập Tứ. Cô tên gì? Di Di Cổ Lệ. Trong cô không giống họ. Cô không phải là người A Thi Lạc Bộ đúng không? Ta là nô lệ bị đưa đến A Thi Lạc Bộ. Chỗ của ta còn một bộ đồ nam, cô mặc tạm đi. Ta thay đồ. Vậy cô thay đồ đi. Ta ra ngoài đợi cô. Ta thay xong rồi. Cô giấu gì trong áo đó? Ta... xin lỗi nha. Ta đảm bảo ta sẽ không bao giờ trộm đồ nữa. Ta không bao giờ làm như vậy nữa đâu. Xin Quynh đừng đuổi ta đi mà. Ta biết làm rất nhiều việc. Quynh xem, ta biết dọn dẹp phòng, ta còn biết giặt đồ nấu cơm nữa. Cái gì ta cũng biết làm hết. Quynh nhìn đi, ta làm việc nhanh lắm. Sau này không cần giấu đồ nữa. Ta có đồ ăn thì cô cũng có. Hôm nay cô cứ ngủ ở đây đi. Kia là giường của ta. Ta ra ngoài một lát. Có người gọi cô cũng đừng trả lời.
tay phải chọn một sợi. Hai tay lồng vào nhau, đưa qua từ sợi ở giữa. Tay trái chọn một sợi nữa. Rất là tốt. Lật lại đi. Nương tử muốn chơi cái này hay sao? Lý Lạc Yên, cô có bị ngốc hay không? Cô nhìn xem họ đang làm gì. Còn cô làm cái gì vậy hả? Cô muốn chọc tôi tức chết hay sao? Ta chỉ muốn tháo cái này ra thôi mà. Tối nay không gỡ được thì không được ngủ. Có phải là ông trời phái cô đến để giúp ta lịch kiếp hay không chứ? Tức chết ta rồi. Nào, cô giúp cô ta đi. Đúng là không thể hiểu nổi. Cô học suốt bao ngày, học cái gì vậy chứ? Ai? Cô lật đồ của ta lên làm gì? Ta đang làm việc mà. Những cái này đều là cô làm hay sao? Nếu Quynh không muốn có người khác động vào đồ của Quynh thì sau này ta sẽ không động vào đồ của Quynh nữa. Ta xin lỗi. Xin Quynh đừng đuổi ta mà. Chính là cô ta, Lý Thập Tứ. Không được giữ cô gái này ở đây. Không giữ được thì muốn sao? Định giết cô ấy hay sao? Có cần mất công như vậy hay không? Cứ thế là đuổi đi được rồi. Ta xin Quynh mà, đừng có đuổi ta đi. Nếu ta bị đuổi đi, ta sẽ bị sói ăn thịt mất. Cho dù ta thật sự trốn ra được, thì nếu như đại hãn phát hiện ra ta là nô lệ bỏ trốn, cũng sẽ giết ta luôn. Đừng có như vậy, sao mà lắm lời quá. Đừng mà. Cô là chó hay sao? Chưa gì đã cắn người. Ngươi quậy đủ chưa? Chuẩn à? Đặc cần, có thể để nữ đồ này lại cho ta được hay không? Lùi xuống hết đi. Ở chỗ của ta, nhặt lung tung những thứ có tai có miệng không phải là chuyện tốt đâu. Ta là người cần phải dốc sức vì Đặc Cần, đương nhiên ta cũng sẽ quản người của ta cho tốt. Quynh không tin ta hay sao? Đi. Như vậy thì ta bị cắn vô ích rồi hay sao hả? Quynh sao vậy? Có phải tối qua bị lạnh rồi hay không? Thế này đi, ta đi lấy cho Quynh một ít rượu sữa ngựa. Quynh đợi ta một chút. Chuẩn. Mặc dù Quynh đồng ý cho Lý Tập Tứ làm quân sư của Quynh, nhưng mà ta khuyên Quynh nên giữ chừng mực một chút. Đừng tin tưởng hắn quá. Tại sao vậy? Hắn lai lịch bất minh. Ta biết lai lịch của hắn mà. Nhưng mà hắn không phải người thảo nguyên của chúng ta. Bây giờ thì có đấy. Nhưng mà người Trung Nguyên bọn họ trước giờ rất lắm trò. Chuẩn à, ta không có ý gì khác đâu. Quynh không sao chứ? Không sao. Nào, ăn ít canh nóng đi, tốt cho sức khỏe lắm đó. Chỉ có của ta hay sao? Tại sao cô lại không ăn? Ta vẫn chưa đói. Quynh mau ăn đi. Cô ăn đi. Ta không muốn ăn đâu. Ăn xong rồi đi ngủ đi. Giường kia mặc dù hơi nhỏ, nhưng mà cô dùng tạm đi. Không cần đâu, không cần đâu. Ta ngủ dưới đất là được rồi. Một lát nữa Quynh nghỉ sớm một chút đi. Thế mới khỏe được chứ. Vậy tùy cô. Nhưng mà cô có thể không cần cảnh giác với ta. Ta không có làm hại cô đâu.
Mẹ, đừng đi. Mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi, mẹ quay lại đây đi. Con lạnh quá. Phim được thuyết minh bởi Aramad Washi TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Bộ chân. Bộ chân. Bộ chân. Bộ chân là sao? Bộ chân là ai? Lý Thập Tứ. Lý Thập Tứ. Ta vào nhé. Ta đi trước nha. Ngươi đợi một chút. Ngươi đợi đã. Nè. Ngươi đợi đã. Ngươi đứng lại cho ta. Ngươi đứng lại đó. Đứng lại đi. Ta có chuyện muốn nói với ngươi. Ta có chuyện cần cảnh cáo cô. Sau này cô không được chạy lung tung trong doanh địa nữa. Đặc biệt không cho phép cô đến gần lời của Đặc Cần. Sao ngươi lại như vậy hả? Cô đừng có qua đây. Cô định cắn ta phát nữa hay sao? Ta cảnh cáo cô đừng có chạy lung tung nha. Nếu không ta không khách khí với cô đâu. Ta thực sự không có chuyện đó mà. Bây giờ ta ở cùng với Lý quân sư. Đồ ăn không đủ để hai chúng ta cùng ăn nữa. Ngươi bắt buộc phải chuẩn bị một chút đồ ăn cho chúng ta chứ. Tìm ta làm gì? Tìm Lý quân sư ấy. Đang ăn đấy hay sao? Ừ, đang ăn. Rót đi. Uống rượu. Rót đi, rót đi. Tại sao cô lại qua đây? Lý quân sư ốm rồi. Hôm qua quên ấy đã nhường ta phần đồ ăn cuối cùng rồi. Chúng ta cần đồ ăn. Mỗi lều đều có phần nhất định của mình. Các cô đã lấy rồi. Nè nè nè. Nè, cô không được lấy. Người tránh ra. Cô. Sắp cắt xong rồi. Ngồi đi. À phải rồi. Có phải người Đường các huynh đều thích dùng cái này hay không? Ta làm bằng cành cây đấy. Mong là huynh thích. Nhập gia tùy tục. Ta đã không dùng cái này nữa rồi. Nhưng mà ta rất thích món quà này của cô. Đa tạ cô. Có qua có lại. Cô có muốn thứ gì hay không? Ta hả? Bộ chân là người nhà của cô hay sao? Có phải là cô muốn tự do trở lại về bên người nhà hay không? Gia tộc của ta bị A Thi Lạc Bộ xâm lược. Người thì chết. Người thì ly tán. Ta đã không còn người nhà nữa rồi. Cho nên huynh có thể để ta ở lại bên huynh. Ta thực sự rất cảm kích. Thì ra cô cũng vậy hả? Cũng sao? Chẳng lẽ người nhà của huynh, người nhà của ta cũng chết rồi, bị kẻ thù giết. Thôi không nói những chuyện không vui này nữa. Nếu hai chúng ta đã gặp nhau trong tình cảnh này thì đây chính là duyên phận rồi. Sau này cô cứ coi ta là người nhà của cô. Nào, cho cô phần lớn hơn nè. Hãy subscribe.
Mệt quá đi. Cũng hờm hờm rồi đấy. Hay nghỉ tí đi. Ta thấy được đó. Mệt chết mất. Mệt muốn chết luôn. Mệt chết cô đi. Không biết mai phải giao hàng hay sao? Làm hết việc chưa? Không giao được lô hàng này thì cút hết đi cho ta. Nhanh làm tiếp đi. Trương nương tử à, cô đừng có làm loạn thêm nữa. Lý Lạc Yên, cô cố ý đúng hay không? Sao cô làm gì kìa? Cút, cút ra ngoài đi. Đuổi cô ta ra ngoài cho ta. Mau lên. Mau đi, đi ra đi. Mau đi ra đi. Đuổi cô ta ra ngoài cho ta. Đi ra. Mau đi ra đi. Ta nói chứ, cái cô Lý Lạc Yên này có phải là bị ngốc thật hay không? Sao lại ngu ngốc như vậy hả? Đúng vậy, càng giúp càng hỏng mà. Cuối cùng cũng xong được việc của Hồ Lan Quân rồi. Mọi người nghỉ ngơi chút đi. Đau cổ quá. Sao mà cô ta vẫn chưa đi vậy? Đúng vậy, sao còn chưa đi nữa? Sài nương tử, ta xin lỗi cô. Cô cho ta thêm một cơ hội nữa đi. Xin cô luôn đó. Lý tiểu nương tử này đúng là da như đĩa đói. Chỗ của ta thật sự cần người như vậy đấy. Vậy có nghĩa là cô tưởng hành lễ cái là ta sẽ nói như vậy hay sao? Ra vẻ tí là ở lại ăn không được chắc. Mơ đẹp đấy. Đúng vậy, một lát nữa ta còn phải tiếp hồ chưởng quỹ. Coi như ta xin cô. Cô đi đi. Chỗ của ta quá nhỏ. Cô đi chỗ khác làm hại người khác đi. Trời đất ơi, cô còn định khóc nữa hay sao? Nhìn họ đi. Họ vì một mình cô mà cả đêm không ngủ được. Họ còn đang muốn khóc lắm đi. Đúng đó, nước mắt không đáng tiền đâu. Tiền phải dùng tay mà kiếm ra. Ta mà là mẹ của cô thì đã đâm đầu vào tường chết từ lâu rồi. Mau đi giùm đi. Tốt nhất là đi kiếm cái cây công nào treo cổ chết luôn đi. Người như cô còn sống trên đời cũng là ngồi không cho người ta nuôi, lãng phí lương thực. Thế này không phải chứ? Cô ta sẽ không thực sự nghĩ không thông chứ? Cái đấy ai mà biết. Nhìn ta làm cái gì? Cô ta mà có gan đó thật, chết thế cũng đáng. Người vô dụng như thế để lại trên đời cũng là thứ bỏ đi. Được rồi, được rồi, đi về ngủ đi. Mệt chết đi được mà. Các người nghe nói gì chưa? Nô lệ của tiểu quân sư cấu lên đá cả một kim. Thật hay giả vậy? Là thật đó. Nô lệ của tiểu quân sư dữ ghê luôn đó. Một kim vẫn hơi yếu. Mà cô ta cũng giỏi thiệt. Quỳnh ấy thề thảm ghê. Mất mặt quá luôn đó. Thơm không? Sao hôm nay thơm thế nhỉ? Con nhà ta thích ăn lắm đó. Di Di Cổ Lệ đi giặt đồ cho nam nhân nhà cô sao? Đúng vậy. Phải rồi, Di Di Cổ Lệ, chuyện cô đánh một kim chúng ta nghe nói rồi. Một kim là quân sư đấy, không gây rối cho cô chứ? Không có. Hắn dám tìm ta thử xem. Thế thì tốt. Tốt quá đi. Vậy cô mau giặt đi. Đúng đúng. Chúng ta đi nha. Chúng ta đi trước đây. Cô làm việc đi. Ngươi bệnh à? Nhặt lên cho ta đi. Ta không nhặt. Cô với cái tên Lý Tập Tứ kia làm ta mất hết mặt mũi. Hai người chị hay quá, vui vẻ quá ha. Đấy là tự ngươi không có bản lĩnh thôi. Cô bảo ai không có bản lĩnh chứ? Ta bảo ngươi không có bản lĩnh đó. Chính là ngươi. Cô nhắc lại ta nghe. Cô nói rõ xem, ai không có bản lĩnh hả? Ngươi đó. Đau chết đi được.
đồ đàn bà đánh đá. Ngươi mới đánh đá. Ngươi đánh đá đó. Ngươi mới là đồ đàn bà đánh đá. Ngươi. Ta thấy cô với cái tên Lý Tập Tứ kia đều chẳng phải người tốt đẹp gì. Ngươi nói ai? Nói các người đó. Ngươi dám nói Thập Tứ hả? Đánh không tới. Nè, đánh không tới rồi. Đá không tới luôn. Đá không tới. Đồ khốn. Sao vừa rồi tim của mình đập nhanh như vậy? Một kim mà ngươi ngốc hay sao? Người ta là người của Lý Thập Tứ. Nghĩ cái gì vậy? Trường ca, ta nghe người ta nói khi treo cổ chết lưỡi sẽ thè ra rất dài. Nếu như ta mà vào giấc mơ của tỷ thì tỷ có sợ hay không? Nói nhảm nhiều thế, rốt cuộc có định chết hay không? Thế này mới treo cổ chết được này. Cô như vậy thì chỉ luyện xương cổ được thôi. Nam nhân của bà đây, năm đó chính vì cảm thấy mình không có tiền đồ gì, không nuôi nổi cả nhà già trẻ, cho nên treo cổ chết luôn cho xong chuyện. Mạng của cô rẻ tiền như vậy hay sao? Người ta bảo cô đi chết thì cô đi chết thật à? Cô muốn chết chẳng ai cản được nổi. Cô muốn sống cũng chẳng có ai cản được đường cô. Phải dựa vào chính bản thân mình, có hiểu chưa? Được rồi mà. Ta nói chuyện có hơi nặng lời một chút. Đại nương xin lỗi cô. Đa tạ sai nương tử. Hồ Lan Quân, ngài xem, đây là kiểu mới tháng trước. Nào bên này, là kiểu của Tây Dực, được yêu thích lắm luôn đó. Đúng vậy, không tồi nha. Ngài xem bên này đi, xem hình thêu này đi, đã có thêm kim tuyến luôn đó. Ngài xem cách thêu đi, chặt chẽ biết bao. Đúng vậy, không tồi. Đây là hàng lần này ngài đặt đó. Từ lâu đã nghe nói thảm sài nương tử làm rất tỉ mỉ. Tại sao lần này lô hàng đặt lần này lại có chỗ may không đều như vậy? Nếu cho chúng tôi thêm chút thời gian nữa, nhất định chúng tôi sẽ làm tốt hơn ạ. Lần này xin Hồ Lan Quân lượng thứ cho. Cái này là ai làm vậy? Cái này hả? Cái này đã bảo cô đừng có đi theo ta nữa mà. Cô ấy đó, Hồ Lan Quân, cái đó là cô ấy theo. Có đúng không, Lý Tiểu Nương Tử? Cái này là cô theo hay sao? Phải, là ta theo đó. Không tồi, đúng là không tồi mà. Cái này ta mua. Tiểu Nương Tử, có thể làm thêm mấy cái để bán cho ta được không?
Giá cả ta sẽ thương lượng sao? Chỉ cần cô đồng ý thì cả lô thảm này ta cũng nhận luôn. Vị này là tú đương chỗ chúng tôi. Còn cái khăn tay đó, chỉ cần giá cả hợp lý thôi. Ngài muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Được, cô cứ ra giá đi. Giỏi quá, thưởng cho cô quả táo nè. Mau ăn đi, ăn nhiều vô. Sao hôm nay Đặc Cần lại muốn đưa ta ra đây ăn đùi dê nướng thế? Nô lệ của cô suýt vì một cái đùi dê mà trở mặt với một kim. Tốt xấu gì cô cũng là quân sư của ta. Ta không muốn để cho người ta nghĩ ta đối xử tệ với cô. Lúc trước huynh cũng sẽ nướng đùi dê cho đám một kim ăn hay sao? Không phải đâu. Đây chính là lần đầu tiên. Hồi nhỏ, phụ hãng dẫn ta đi nướng dê một lần. Khi đó ta cứ khăng khăng đòi tự nướng, cuối cùng nướng hỏng lung tung cả, làm cháy hết. Sau đó phụ hãng ăn hết phần bị cháy luôn. Cho nên sau đó ta đã cố gắng học nướng đùi dê, không muốn khiến cho người thất vọng nữa. Không ngờ huynh và phụ hãng của huynh còn có chuyện như vậy. Hồi nhỏ phụ hãng rất thương ta. Chỉ là sau đó đừng có nói mỗi chuyện của ta nữa. Nói về cha của cô đi. Ta chẳng có gì để nói hết. Người rất ít khi chơi với ta. Cũng khó trách. Dù gì ông ấy cũng là thái tử mà. Bận rộn chút là bình thường thôi. Huynh biết từ khi nào vậy? Khi thấy cô có thể tự do ra vào phủ đô đốc U Châu, ta đã biết cô không phải là người thường. Sau đó ta nghe thấy họ gọi cô là Vĩnh Ninh quận chúa. Ta đã hiểu tất cả mọi chuyện. Quỳnh đã biết thân phận của ta từ lâu, nhưng không vạch trần ta. Ta để lợi dụng ta hay sao? Đúng, ta đã lợi dụng cô. Ta lợi dụng cô để dạy dò chính bản thân mình. Ta cứu cô ở Trường An, cứu cô ở U Châu, đến Sóc Châu vẫn cứu cô. Bây giờ ở Thảo Nguyên, ta lại đang nướng đùi dê cho một nô lệ ăn. Ta thực sự đã lợi dụng cô rất tốt đó. Sao vậy? Không phải cô đã quên hết rồi chứ? Không phải. Ăn đi. Dù sao ở đại đường, ta cũng là một người đã chết. Ta có thể chẳng cần e ngại gì nữa. Sau này ta sẽ không lấy tên Lý Thập Tứ nữa. Ta tên Lý Trường Ca. Ta thích cái tên Trường Ca. Trường Ca. Trường Ca. Quấy làm gì vậy? Định lấy thân báo đáp hay sao? Trăng thanh gió mát thế này, dù gì ta cũng là một nam nhân khí quyết phương cương. Cô thế này không hay do lắm đâu. Cô Trường Ca. Trường Ca. Trường Ca cô. Đêm hôm ôm ấp nhau, làm cái trò gì vậy? Thập Tứ Lang, cô làm sao vậy? Ta cũng không biết là làm sao nữa. Tự nhiên lại thành ra thế này. Có phải là huynh thấy khó chịu ở đâu hay không? Vậy huynh nằm uống chút nước đi. Máu. Sao lại chảy máu vậy? Gì gì? Ôm bụng đi.
Lý quân sư làm sao vậy? Bị thương rồi hay sao? Không sao, không sao, cậu ấy không sao đâu. Không sao đâu. Trong cậu ta khó chịu lắm mà, đã bảo là không sao rồi mà. Nè, trong cậu ấy đau đớn như vậy, cậu ta bị thương hả? Đã bảo là không sao rồi mà. Nhưng mà rõ ràng là, chẳng lẽ, chẳng lẽ ta biết ngay mà, Quỳnh đối xử với cô ấy khác hẳn. Có phải từ lâu Quỳnh đã biết cô ấy là nữ hay không? Tên tiểu tử nhà Quỳnh càng ngày càng không thành thật rồi. Trường ca yếu ớt, chúng ta tặng cô ấy con dê để bồi bổ đi. Trường ca, tên của Thập Tứ Lan đó. Tên Thập Tứ Lan này thì ra tên Trường ca hay sao? Quỳnh còn bao nhiêu bí mật giấu ta nữa hả? Nói ta nghe đi. Chuẩn à? Ta vốn còn tưởng cô là nam nhân, ta còn định gửi gắm cả nửa đời này cho cô luôn rồi đó. Cô cười cái gì hả? Cô không được cười, ta thật sự rất đau khổ luôn đó. Gì gì? Cô vẫn có thể coi ta là người nhà mà, không có gì không ổn hết. Nhưng mà vẫn khác mà. Có gì khác đâu. Ta phát hiện ra không phải cô giả làm nam nhân quá giống, mà là thật sự không có tí tự giác nào của nữ nhân hết. Trên đời này, nam nhân phải chiến đấu, phải bảo vệ lãnh địa và nữ nhân của mình. Còn nữ nhân thì phải tìm một nam nhân khỏe mạnh để sinh con đẻ cái, bảo vệ người già và trẻ con. Còn cô thì luôn dùng phương thức của nam nhân, đánh giết giết với họ bằng cơ thể của một nữ nhân. Rốt cuộc cô nghĩ như thế nào vậy? Ta cũng không biết ta nghĩ gì nữa. Thế nào là nam tử, thế nào là nữ tử? Ta chưa từng đối mặt với vấn đề này đâu. Các tiên sinh là nam tử, văn có thể an bang, võ có thể giữ nước, ai cũng tài giỏi oai phong, có đủ tài năng trong thiên hạ. Nhưng mà ta với họ có gì khác nhau? Các thề thiếp của phụ thân là nữ tử, ai cũng ăn diện rực rỡ, da trắng như tuyết, tóc mềm như mây, ai cũng tính toán đủ thứ chuyện. Nhưng mà chuyện này có liên quan gì đến ta chứ? Nói chung là mấy ngày nay cô cứ ngoan ngoãn ở trong nhà, đừng có ra ngoài cùng bọn họ nữa. Đến mấy chỗ hoang dã hứng gió chịu lạnh. Không đúng, cô lừa ta mà. Vậy chắc chắn tên của cô không phải là Thập Tứ Lan rồi. Ta tên là Lý Trường Ca. Lý Trường Ca. Vậy Chuẩn Đặc Cần có biết chuyện này hay không? Vậy mà ngày ấy vẫn giấu cho cô hả? Không phải là có ý gì với cô chứ? Nói nhảm gì vậy? Quỳnh ấy chỉ biết là ta hữu dụng với Quỳnh ấy, cho nên để ta một chút thôi. Đã đỡ hơn chưa? Áp vào bụng sẽ dễ chịu hơn đó. Cô còn ngơi ra đó làm gì? Cô không mau dỡ xuống đi. Chuyển bao lông cừu là việc đơn giản nhất rồi đó. Cô có làm được hay không đó? Có làm được không? Ta làm được mà. Cô còn ngơi ra đó làm cái gì nữa? Mau qua giúp ta đi. Tới đây, tới đây. Mau lên, mau lên. Xem nó bay khắp nơi này. Ở đây cũng có nữa. Cố lấy xuống đi. Bên này cũng có nữa nè. Trên đầu của cô cũng có. Cô làm dây ra cả trên này nữa nè. Mau Yên Nhi, mau Yên Nhi, mau Yên Nhi. Trên người cô dính đầy kìa. Lý Mau Yên, cô bảo cô có ngốc hay không chứ? Bảo cô lấy lông cừu xuống, mà cô xem, làm dính đầy lên người mọi người rồi. Sạn đương tử ta. Cô xem trên đầu của cô kìa. Cô nói cô xem. Cái con bé ngốc này chẳng biết làm gì cả. Cô nói làm sao mà cô ta có thể sống được chứ? Đúng vậy,
Đa tạ các nương tử, là các quý nhân đây cứu ta, nên Lạc Yên mới sống được đến bây giờ. Lần đầu tiên có người nói ta là quý nhân đó. Người ta nói cô chắc. Cô đếm ít tiền công của cô đi. Cô thì quý giá cái gì? Sao mà không quý? Đồ nhà ta làm ra còn được tiến công cho châu phủ đấy. Nói không chừng lại được đưa vào cung làm thảm cho thánh nhân thì sao? Mọi người vất vả như thế mà họ cũng chưa chắc đã trân trọng từng đường kim mũi chỉ của mọi người. Nói mấy cái vô dụng đó làm gì? Người ta sinh ra không lo ăn mặc, ai biết đằng sau quần áo đẹp là bao nhiêu ấm ức chứ? Ông trời công bằng lắm. Người trong cung được người thiên hạ cung phụng. Muốn gió có gió, muốn mưa có mưa. Thế thì trên vai của họ sẽ phải gánh vác người trong thiên hạ. Còn chúng ta, mặc dù hơi nghèo một chút, nhưng mà lo ăn no là được rồi. Đúng chưa? Đúng thế còn gì. Chúng ta chỉ quan tâm ba tấc đất trước mặt thôi. Làm tốt được thì làm, không làm tốt được thì đi ngủ. Nếu mà thánh nhân với các dương tôn làm không tốt, họ làm gì ngủ nổi? Chúng ta đó chỉ tính ít tiền lương mỗi tháng thôi. Nên làm cái gì thì làm cái đó đi. Đừng có nói đến lương là chạy mất thế chứ. Sài nương tử, mau đi làm việc đi. Bao giờ chúng tôi mới được tăng lương? Đang nói chuyện tiền lương đó, cô đừng có chạy mà. Ta đang nói chuyện tiền công với cô đây. Không tăng lương thì cô mua ít bánh vườn cho chúng tôi cũng được mà. Lạc Yên, ta nhất định phải tìm ra muội. Đi. Đi. Gì gì? Một nữ tử như cô đừng vất vả quá chứ. Sau này mấy việc thế này có thể gọi ta cùng đi. Ta xách nước giúp cho. Cô trông thế thôi chứ ta giỏi lắm đó. Cô nhìn coi. Huynh cẩn thận chút đi. Y phục của ta. Đừng làm y phục của ta. Sao vậy, nặng quá hả? Không phải. Chân của ta. Huynh chảy máu được kìa. Ta xui quá thể luôn rồi. Ai dứt cái đinh chết tiệt này ở đây vậy? Ta không sao đâu. Cô ít thấy cho nên lạ thôi. Cô về trước đi, ta nghỉ ngơi một chút. Ta đưa huynh về nha. Đồ cứ để đó đi. Cẩn thận, cẩn thận. Ta thực sự không sao mà, ta không sao. Từ từ thôi. Cô vừa khỏe lại một chút, đừng để gặp gió nữa. Quynh yên tâm đi, ta không yếu ớt như vậy đâu. Cô cứ cầm đi, bao giờ lạnh thì mặc vô. Đến bây giờ cô vẫn chưa làm được gì. Ta không muốn buôn bán lỗ đâu. Đặt cần cứ yên tâm, ba chuyện đã hứa với Quynh, ta nhất định sẽ hoàn thành. Hôm nay Quynh tới có chuyện cần dặn dò hay sao? Ta đi tuần doanh qua đây thôi. Đi một mình hả? Nữ nhân bên cạnh cô đâu rồi? Cô ấy đi giặt đồ rồi. Cô ấy tốt số quá, có thể gặp được chủ nhân như cô. Chúng ta không phải chủ tớ, mà là bạn bè trân trọng lẫn nhau. Trong đời, những người ở bên ta lúc nào cũng dần dần rời đi. Tin tưởng người mới, tạm biệt người cũ, đều là những chuyện rất khó khăn. So với việc nói cô ấy may mắn, không bằng nói là ta. Ta may mắn biết bao, vẫn gặp được người mình muốn trân trọng. Ta cũng như vậy. Đặc cần mau đi tuần doanh đi, nếu không là hết ngày mất. Hay cô đi cùng với ta đi. Cô vẫn chưa hiểu rõ về thảo nguyên này mà. Đợi sau khi trời tối, ta đưa cô đến một nơi. Chỉ là không biết cô có dám tới hay không. Có gì mà không dám. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
好美啊。Đẹp quá. Ta phát hiện trong lúc đi tuần doanh đấy. Có thích không? Đây có lẽ là lần cuối cùng được thấy đom đóm trong năm nay. Năm sau vẫn có mà. Ai biết năm sau ai sẽ ở đâu? Không biết có còn cơ hội để ngắm đom đóm nữa hay không. Nếu năm sau cô vẫn muốn xem thì nói với ta một tiếng. Dù là chân trời góc bể, ta cũng sẽ đến đúng như lời hẹn. Ta sợ ta không làm được thôi. Huống hồ những thứ đẹp đẽ như đom đóm đều quay người lại là mất. Nên ta cần gì phải mong chờ.